Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam thuộc Cục An toàn Thông tin vừa phát cảnh báo tình trạng mạo danh các trang thương mại điện tử gửi tin nhắn tuyển dụng để lừa đảo. Chiêu trò phổ biến nhất là cộng tác viên sẽ thanh toán đơn hàng trước cho công ty, sau đó mới nhận tiền gốc cộng thêm chiết khấu. Những đơn hàng số tiền nhỏ ban đầu nạn nhân luôn được nhận đầy đủ, nhưng khi giá trị lớn hơn thì mãi không nhận được tiền. Lúc này nạn nhân mới biết là mình đã bị lừa. Các nhóm đối tượng này liên hệ ứng viên thông qua số điện thoại, email để mời tham gia làm cộng tác viên, đặt đơn hàng nâng cao khối lượng giao dịch, làm việc online trên điện thoại, đầu tư hợp tác và yêu cầu người tham gia phải đóng một mức phí. 2.8 đến 1 triệu 2 một ngày. Đối với sinh viên mới ra trường như em thì có thể nói là rất là hấp dẫn. Tuy nhiên, những cái tin nhắn này là em thấy cảm giác như là những tin nhắn rác, đến nó rất là rải rác và cái mức độ tin cậy nó không có cao. Thưa quý vị, sau thời gian giãn cách xã hội thì nhu cầu tìm kiếm việc làm của người dân tăng cao, và nắm bắt được nhu cầu này thì các cá nhân và tổ chức đã lợi dụng và giả mạo các sàn thương mại điện tử để đăng các thông tin tuyển dụng với mức lương hấp dẫn như thế này. Thế nhưng, hậu quả và diễn biến đằng sau nó thì khó lường. Không chỉ Tiki, một số sàn thương mại điện tử khác như Shopee, Lazada, Sen Đỏ cũng từng lên tiếng và đưa ra khuyến cáo với người dân tránh bị lừa đảo. Theo các chuyên gia, các nhà tuyển dụng liên hệ với ứng viên dù qua tin nhắn, cuộc gọi hay email sẽ không bao giờ yêu cầu đóng phí đăng ký hoặc yêu cầu mua hàng hoặc cung cấp chi tiết thông tin ngân hàng ứng viên. Với cái việc làm ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn cũng nên biết rằng là khi đi làm việc thì cũng phải có một cái bộ hồ sơ cá nhân. Cho nên là khi những cái đơn vị mà người ta không yêu cầu hồ sơ, không yêu cầu giấy tờ gì hết á, thì thực sự ra thì không thể, doanh nghiệp không thể thu nhận vào được. Vấn nạn lừa đảo trực tuyến trở nên phức tạp với những con số thiệt hại ngày càng lớn. Ngoài việc lừa đảo để lấy cắp thông tin cá nhân thì giả mạo các tổ chức tài chính ngân hàng để lừa đảo trực tuyến là nổi cộm hơn cả. Cục An toàn Thông tin cho rằng điểm khó khăn nhất chính là nhiều người sử dụng còn hạn chế về kỹ năng số, kỹ năng an toàn thông tin nên dễ bị lừa gạt. Đối với những người lợi dụng các cái phương tiện để mà giao tiếp truyền trên mạng Internet và mạng viễn thông đó, nhằm mục đích đó là chiếm đoạt tài sản của tổ chức cá nhân khác đó, thì tại Nghị định 15 cũng có quy định rất rõ là có thể phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 70 triệu đồng. Ngoài ra, còn có những hình thức phạt bổ sung, đó là tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính đối với những hành vi này. Và cái biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phải nộp lại cái số lợi mà mình đã thu bất hợp pháp. Nếu nhận được tin nhắn có nội dung lừa đảo, giả mạo, người dân cần phản ánh ngay với Cục An toàn Thông tin, trực tiếp là Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, đầu số tin nhắn 5656 hoặc qua website chongthurac.vn.